họ nhà chồn, loài vật nhỏ nhắn đáng yêu nhưng nguy hiểm và đáng sợ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với loài động vật trông khá nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại không kém phần đáng sợ. Họ chồn là một họ động vật có vú ăn thịt, bao gồm có chiết, lửng, giái cá, chồn xương, chồn thông, chồn sói và những loài khác. Đây là một nhóm đa dạng tạo nên họ lớn nhất trong bộ ăn thịt, phân bộ dạng chó. Họ này gồm có khoảng 56 đến 60 loài trong 8 phân họ. Về kích thước, các loài trong họ chồn chỉ lớn hơn chuột nhắt một chút. Chúng có thể sống tại các vĩ độ cao cận kề Bắc Cực. Tới chồn sói cần nặng tới 23 kg, có thể tấn công cả tuần lộc, bẻ gãy xương dày như là xương đùi của nai sừng tấm để hút tủy xương, cũng như là dám tấn công cả gấu để tranh mồi. Các loài chồn ăn thịt các loài thú nhỏ. Trước đây, người ta coi chúng là có hại do một vài loài còn dám bắt cả gia cầm từ các trang trại hay là thỏ từ các hàng nuôi cho mục đích thương mại. Một vài loài chồn được biết đến ăn lúa và chồn xương được thông báo là có hành vi thực hiện những điệu nhảy hung hăng kỳ quái. Sau khi đã đánh nhau với các con vật khác hoặc là cướp được mồi từ chúng, và ngay sau đây, vua động vật số 1 Việt Nam sẽ mang đến cho các bạn một số hình ảnh săn mồi cực kỳ nguy hiểm của loài động vật này. 1. Chồn đuôi ngắn săn thỏ to gấp 10 lần kích thước của nó. Chồn đuôi ngắn, một loài thuộc họ Mustardi, thường được tìm thấy ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Loài này ngày nay được tìm thấy với số lượng lớn ở New Zealand, nơi nó được nhập khẩu từ Bắc Mỹ để giải quyết cho vấn đề quần thể thỏ hoang dã ngày càng tăng, vốn là kẻ thù của mùa màng. Chồn đuôi ngắn có thân dài, hình trụ, chân ngắn với 5 ngón chân và đuôi dài. Bộ lông của loài có hương, có màu nâu nhạt hạt rẻ và vào mùa hè, nhưng nó chuyển sang màu trắng vào mùa đông. Tuy nhiên, phần đuôi màu đen thì vẫn giữ nguyên màu đen trong tất cả các mùa. Loài chồn đuôi ngắn này luôn tích cực chạy nhảy khắp vùng đồng cỏ nông thôn để săn bắt món ăn ưa thích của chúng là thỏ. Con chồn này đang trong trận chiến với đối thủ to gấp 10 lần kích thước của nó. Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu nó chạy lao thẳng vào con thỏ, nên mục tiêu của nó là quật con thỏ nằm xuống. Cuộc rượt đuổi diễn ra giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức. Con thỏ đang cố đánh lạc hướng, nhưng mà sức chịu đựng của con chồn thì lại rất dẻo dai. Nhưng có lẽ sức chịu đựng bền bỉ không mang lại ý nghĩa gì nếu như con thỏ không bị áp đảo. Con lúc này đã rút ngắn được khoảng cách với con thỏ. Nó dùng sức đu bám vào, bấu chặt lên người con mồi. Một cú cắn ngoạm bất ngờ vào ngay sau gáy của con thỏ và giết chết nó ngay lập tức. Sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc của loài chồn này đã được nó tập luyện từ khi nó chỉ là một con chồn con. 2. Loài chồn được mệnh danh là sát thủ hàng loạt điên cuồng. Những khu rừng tối tăm của Transylvania là nơi sinh sống của một kẻ giết người hàng loạt. Chỉ với chiều dài 5 inch, chồn thực sự là một loài động vật ăn thịt nhỏ nhất trên trái đất, nhưng cũng chính là một trong những loài hung dữ nhất. Con chồn này đang đi săn lùng những chú chuột béo bở cho bữa tối của mình. Cơ thể dài và dẻo dai cho phép chúng truy đuổi con mồi ở hầu hết bất cứ đâu. Với hàm răng chứa đựng những chiếc răng nanh sắc nhọn, nó có thể cắn xuyên qua hộp sọ của con mồi. Nó tha con mồi về tổ. Con mồi này đã đủ cho bữa tối, nhưng có sự thôi thúc, nó quay ra ngoài và trở lại cuộc đi săn. Nó tiếp tục tha về tổ một cái xác khác. Tên chồn này không những là một sát thủ, mà còn là một người biết tích trữ. Ít nhất 50 xác của những con chuột được tìm thấy trong hang động, hoặc ít nhất có thể được gọi là tổ ấm của con chồn. Các nhà khoa học tin rằng hành vi tiến hóa này của con chồn là để đảm bảo một nguồn dự trữ thức ăn ngay cả trong thời kỳ khan hiếm. 3. Chồn và mòng biển. Làm thế nào mà một con mòng biển có thể bị loài chồn ở trên cạn tấn công được cơ chứ? Một đoạn video thú vị đã được một vị khách quay lại khi mà đang trong chuyến đi câu cá cùng với gia đình về một cuộc vật lộn có một không hai của con chồn và loài chim mòng biển. Con mòng biển đang lênh đênh trên biển và cố thoát khỏi sự kìm hãm của con chồn. Nó không ngừng ngụp lặn xuống nước để con chồn mất đi thăng bằng. Nhưng mà con chồn liều lĩnh vẫn không ngừng cắn chặt vào trong lông của nó. Và cuối cùng thì con mòng biển cũng thành công trong việc rời khỏi con chồn nguy hiểm này. Nó lấy đà và nhiều lần đập cánh, nhưng có lẽ do một phần đuối sức nên mãi không thể nào bay lên và tiếp tục lênh đênh trên mặt biển. Con chồn ngoan cố tiếp tục bơi đuổi theo và trèo lên người của chú chim đáng thương.
Bằng chiến thuật cũ, nó cố định dìm chết con trôn, nhưng mà con vật này vẫn lì lợm không chịu buông tay. Con mòng biển dùng vũ khí sắc nhọn là chiếc mỏ dài của mình, không ngừng tấn công con trôn, khiến nó buộc phải buông tay và chọn cách tấn công từ đằng sau. Quả là một trận chiến ngang tải ngang sức, khi một bên vô cùng hung tợn và bền bỉ dẻo dai, một bên thì đang có lợi thế ở địa hình mặt nước quen thuộc. Nhưng có lẽ con chim đã có lợi thế hơn khi biết cách tận dụng cái mỏ dài của mình để phòng thủ và không ngừng tấn công mỗi khi con trồn đến gần. Cuối cùng, vì để đảm bảo sự an toàn, nó lựa chọn rời bỏ chú chim và bơi lênh đênh trên biển, đối mặt với mặt nước mênh mông cùng với vô vàn hiểm nguy bên dưới. Số 4. Trồn và sóc chiến đấu để sinh tồn. Trong khi cắm trại ở Colorado Rockies với gia đình của mình, du khách này đã ghi lại được hình ảnh con trồn này đuổi theo con sóc vào điểm cắm trại của họ. Lúc đầu bọn họ nghĩ rằng chúng chỉ đang chơi đùa cho đến khi con trồn lao vào để giết con sóc. Những đứa con của cô ấy đã rất ngạc nhiên trước hành vi hoang dã của loài này. Hai con vật này đều có kích thước tương tự nhau và sức mạnh ngang nhau. Con trồn đang tìm cách để có thể cắn vào cổ kết thúc mạng sống của con mồi, trong khi con sóc cố hết sức để phòng thủ. Nhưng với sự hung tàn của mình, con trồn đã thành công trong việc cắn chết con mồi chỉ bằng một cú ngoạm sau gáy. Chẳng mấy chốc, con sóc đã không còn cử động nữa, nó nhanh chóng lội rác và tha miếng mồi ngon lành này về tổ. Lời kết: trồn là một loài ăn thịt nhỏ nhất trên trái đất này, nhưng đồng thời cũng là những kẻ khốc liệt nhất. Tuy nhỏ bé, nhưng tốc độ với bộ răng sắc nhọn có thể dứt điểm con mồi chỉ bằng trong một phát cắn. Nó là kẻ đi săn đáng gờm không khác gì những loài thú ăn thịt săn mồi khác. Hãy cẩn thận nếu bạn vô tình bắt gặp chúng. Đừng để vẻ bề ngoài nhỏ bé của nó đánh lừa, bởi vì có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hãy bấm like và subscribe để đón xem những video mới nhất. Và nếu bạn có bất kỳ hứng thú với chủ đề hoặc loài vật nào, hãy comment ngay bên dưới cho chúng tôi ngay nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.